Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin quân sự quốc phòng tối ngày hôm nay. Và sau đây là bản tin chi tiết. Việt Nam trang bị thử nghiệm hệ thống pháo điều khiển từ xa hiện đại do chính nước ta nghiên cứu, phát triển trên tàu kiểm ngư KN-272. Tàu kiểm ngư KN-272 của Kiểm ngư Việt Nam vừa được trang bị thử nghiệm hệ thống pháo điều khiển từ xa hiện đại do chính nước ta nghiên cứu phát triển. Theo thông tin mới nhất được truyền thông trong nước đăng tải, tàu kiểm ngư KN-272 hiện đã được thử nghiệm trang bị bệ pháo điều khiển từ xa bằng tay. Đây có thể coi là một trong những hệ thống hỏa lực điều khiển từ xa đầu tiên được trang bị trên tàu kiểm ngư. Tàu KN-272 thế hệ mới của Việt Nam là một trong những tàu đầu tiên được trang bị hệ thống hỏa lực này. Hệ thống pháo điều khiển từ xa trên tàu KN-272 được trang bị kèm hệ thống điều khiển bằng tay, cho phép xạ thủ trực tiếp sử dụng hỏa lực khi hệ thống điều khiển từ xa gặp trục trặc. Hệ thống tác chiến này bao gồm một cabin chỉ huy, một mô-đun tự động với súng máy 14,5mm và thiết bị ngắm bắn quang điện tử do Israel phát triển. Theo nhiều thông tin, hệ thống này được trang bị khí tài quan sát điện tử, bao gồm cả khả năng nhìn đêm, có thể hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết. Trong tương lai, nhiều khả năng mô-đun vũ khí này sẽ được tích hợp với số lượng lớn trên các tàu cảnh sát biển, kiểm ngư hay thậm chí là tàu chiến Hải quân Việt Nam. Ngoài ra, chúng ta hoàn toàn có thể phát triển mô-đun súng máy 14,5mm theo hướng tự động hóa hoàn toàn, nghĩa là tự trang bị radar dẫn bắn và cho phép súng tự động khai hỏa tiêu diệt mục tiêu. Hiện tại trong biên chế của Kiểm ngư Việt Nam, lớp tàu kiểm ngư KN-750 là loại tàu có quân số đông thứ hai sau lớp TK-1482C. Nhiệm vụ chính của lớp tàu này là tuần tra và tìm kiếm cứu nạn trên biển. Nóng, máy bay chiến đấu mới nhất Checkmate của Nga sẽ có giá 30-35 triệu USD trên một chiếc. Việt Nam đặc biệt quan tâm. Trong khi đó, có những dấu hiệu cho thấy Mỹ sắp công khai hóa sự hiện diện của máy bay chính sát chiến lược không người lái bí mật RQ-180 và thay thế cho loại RQ-4 Global Hawk. Liệu đây có phải là loại UAV không thể đối phó hay không? Tất cả tin nóng quốc phòng tối ngày hôm nay sẽ được gửi tới quý vị trong video ngay sau đây. Máy bay chiến đấu mới nhất Checkmate của Nga sẽ có giá 30-35 triệu USD trên một chiếc. Người đứng đầu Rostec Sergei Chemizov nói với các phóng viên rằng mức giá của máy bay chiến đấu một động cơ hạng nhẹ Checkmate thế hệ thứ 5 sẽ là khoảng 30-35 triệu USD một chiếc. Máy bay này có một nền tảng kiến trúc mở, có khả năng thay đổi. Chúng tôi cung cấp khả năng theo bất kỳ vũ khí nào. Các tùy chọn khác nhau có khả năng thay đổi theo ý muốn của một khách hàng cụ thể. Vũ khí trên máy bay sẽ được bổ sung nếu có yêu cầu. Tất nhiên mức giá phụ thuộc vào điều này. Tôi hy vọng mức giá sẽ vào khoảng 30-35 triệu USD trên một chiếc. Ông Chemizov cho biết tại Dubai Air Show 2021. Trước đây, ông ước tính giá thành sản xuất chiếc máy bay chiến đấu hạng nhẹ mới là khoảng 25-30 triệu USD. Rosoboron Export đã bắt đầu thúc đẩy tiềm năng xuất khẩu của máy bay này ra thị trường quốc tế. Họ đã tiến hành một số cuộc đàm phán với các phái đoàn nước ngoài và bây giờ các chuyên gia chuẩn bị các đề xuất về phiên bản xuất hiện của máy bay này. Ông Chemizov nói, theo ông, nền tảng kiến trúc mở cho phép trang bị cho máy bay này nhiều loại thiết bị điện tử, thiết bị tác chiến điện tử, phương tiện bắt mục tiêu, kể cả những loại do nước ngoài sản xuất. Một chiếc máy bay đẹp và tốt đã xuất hiện, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã thể hiện sự quan tâm. Họ muốn xem xét và thảo luận chi tiết hơn về chiếc máy bay này. Tôi chắc chắn rằng sẽ có nhu cầu từ các quốc gia khác mà chúng tôi đã hẹn gặp trao đổi. Chúng tôi có lợi thế đáng kể so với các nhà sản xuất khác, người đứng đầu Rostec nói. Về các đối thủ cạnh tranh của tiêm kích Checkmate. Theo tôi, Checkmate sẽ cạnh tranh với JF-17, J-10, F-16, nhưng chỉ F-35 mới có thể tự hào về khả năng tương đương với tiêm kích mới của Nga. Tuy nhiên, máy bay của chúng tôi có lợi thế hơn về mặt kinh tế, cả về giá thành, sản xuất và chi phí cho một giờ bay. Đồng thời, Checkmate có thể mang nhiều vũ khí hơn so với các loại máy bay đó. Vì thế, tôi tin rằng máy bay tiêm kích mới của Nga có triển vọng xuất khẩu tốt, ông Chemizov nói thêm. Tiêm kích một động cơ Checkmate thế hệ thứ 5 được phát triển bởi công ty Sukhoi trong thành phần Tập đoàn Sản xuất Máy bay Thống nhất thuộc Tập đoàn Rostec đã được giới thiệu với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 20 tháng 7 tại Triển lãm Hàng không Vũ trụ Mars 2021. Theo kế hoạch, tiêm kích hạng nhẹ Checkmate sẽ cất cánh lần đầu vào năm 2023 và việc giao hàng sẽ bắt đầu vào năm 2026. Trong tương lai, phiên bản 2 chỗ ngồi và phiên bản không người lái sẽ được tạo ra trên cơ sở của nó. Theo các nhà phát triển, Checkmate có tầm hoạt động 3.000 km,
có thể bay với tốc độ nhanh gấp 2 lần tốc độ âm thanh và có tải trọng chiến đấu 7,4 tấn. Nó có thể tấn công cùng lúc 6 mục tiêu trên không, trên biển và trên bộ, bao gồm cả UAV tấn công và máy bay thế hệ thứ 5 của nước ngoài. Số lượng bàn giao tiêm kích Checkmate trong 15 năm tới ước tính khoảng 300 chiếc. Máy bay Checkmate chủ yếu hướng tới thị trường nước ngoài, đặc biệt là sang các nước châu Phi, Ấn Độ và Việt Nam, Phó Thủ tướng Yuri Borisov cho biết. Theo ông, Checkmate đã có một khách hàng tiềm năng ở nước ngoài, tuy nhiên các nhà phát triển đang trông chờ vào đơn đặt hàng từ Bộ Quốc phòng của Nga. Mới đây, Bộ Tài chính vừa đề xuất kéo dài thời gian giảm phí bảo trì đường bộ thêm 6 tháng đối với xe vận tải hàng hóa và xe kinh doanh vận tải hành khách đến ngày 30 tháng 6 năm 2022. Tuy vậy, nhiều doanh nghiệp cho rằng trong tình cảnh COVID-19 diễn biến phức tạp thì cần miễn phí bảo trì đường bộ. Hôm nay là đến hạn đăng kiểm xe của anh Thủy, một tài xế chuyên chạy xe du lịch tuyến Hà Nội - Bắc Giang. Trước việc giảm 30% phí bảo trì đường bộ với loại hình xe vận tải hành khách, xe 16 chỗ của anh Thủy được giảm hơn 80.000 đồng một tháng. Dù vậy, anh Thủy vẫn không mặn mà với chính sách này, bởi xe của anh đã nằm một chỗ 8 tháng qua. Tôi biết lâu rồi, tại vì cũng khám 1-2 lần được giảm từ đợt Covid lần trước. Nói chung là tôi cũng muốn nó giảm nữa, tại vì dịch bệnh này xe ông đỗ nguyên si giảm mới được 30% thì cũng được có mấy trăm trong vòng 6 tháng. Nhà nước mà xem xét mà giảm được miễn phí hoàn toàn thì là cái tốt nhất cho các doanh nghiệp, người ta có cơ hội vực dậy được. Mới đây, Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục giảm phí bảo trì đường bộ để hỗ trợ đối tượng chịu ảnh hưởng do dịch COVID-19. Cụ thể giảm 10% đối với xe vận tải hàng hóa, 30% đối với xe kinh doanh vận tải hành khách từ nay đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022. Đây là chính sách chia sẻ khó khăn với đơn vị vận tải. Về chủ trương là giảm trừ hoặc miễn giảm cái phí đường bộ đối với các cái phương tiện mà kinh doanh vận tải, chúng tôi được có thêm các cái thông tư về giảm từ 10 đến 30% cho các cái phương tiện mà kinh doanh vận tải và kinh doanh vận tải hàng hóa. Thì đấy là một số các cái chính sách mà hỗ trợ của chính phủ đối với các doanh nghiệp gặp khó khăn trong cái giai đoạn mà dịch bệnh Covid. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định đây là mức giảm thấp, bởi dù xe kinh doanh vận tải được hoạt động trở lại từ tháng 10 đến nay, nhưng hầu hết các doanh nghiệp chỉ hoạt động 50% công suất và phải chịu nhiều chi phí khác, trong khi các thủ tục để được miễn đóng thì khá rườm rà. Cái mức giảm phí đối với xe tải là 10% với cái điều kiện như cái giai đoạn hiện nay đấy thì có thể chấp nhận được. Còn cái mức mà 30% đối với vận tải hành khách đấy thì đây là một cái mức rất là thấp. Các đơn vị rất mong muốn là về phía nhà nước ấy, thì đối với vận tải hành khách ấy, là nên cho phép giảm là 70%, hoặc nếu được ấy, thì cho phép là miễn luôn cái phí thu trên đầu phương tiện. Theo báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải, có đến 90% doanh nghiệp kinh doanh vận tải vay vốn ngân hàng để đầu tư phương tiện và tổ chức hoạt động vận tải. Bởi vậy, các chuyên gia và doanh nghiệp mong rằng chính phủ sẽ có những chính sách hỗ trợ tổng thể để doanh nghiệp vận tải có cơ hội vực dậy sau đại dịch COVID-19.